tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhao.vn. shopanhao.vn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình nha. Mình là Game Vlog. Hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Toro nha anh em. Vị tướng Toro sẽ đi cùng với vị tướng Lavi. Bên mình có ngộ khỉ đi rừng mùa này cũng mạnh lắm anh em. Mình sẽ cầm Toro, vị tướng Toro. Toro mùa 18 nha anh em. Anh em nhớ like và subscribe giúp mình nha anh em. Anh em nào có xem nhau thì anh em cứ tương tác cùng nhau nha. Hôm nay tiếp tục mình sẽ cầm vị tướng Toro. Toro anh em cứ Toro anh em mới dùng chiêu một, anh em chiêu một lỗi vô là cái đường này mình sẽ đối đầu với theo nát với ba đâm mà dùng chiêu một lỗi vô anh em, lỗi vô là nó hắt lên anh em, hắt lên chón. Nay mình sẽ cầm vị tướng Toro đi cùng với Lavi support support. Lavi nó gần hết HP rồi anh em ơi, về đi em ơi, về đi. Theo nát gì Lumia cho mày Lumia luôn. Anh em cứ farm anh em. Lũi này cho anh em thấy không? Lũi chưa một sướng phải trưởng luôn. Anh em lũi chưa một vô nó hất tung lên. Lavi nó quánh chiêu không có chuẩn anh em à. Nó quánh không có chuẩn chiêu. Ngộ khỉ đang đánh nhau. Lumia lên bảng điểm số với Crazy ngộ khỉ mùa này hơi khó lắm mà. Hơi khó lắm anh em, đi mà tàn hình nó đập ức chế quải trưởng, trận nào đi gặp một không ức chế quải nồi rồi. Kèo này chơi được, kèo này Toro đi Lavi chơi được nha anh em. Theo nát đâu dám ra đâu. Cứ để dành dư một nó ra lũi vô đầu nữa. Lumia lũi tới nó biết nó trong bụi nè. Đủ băng thốn như vậy, theo nát băng thốn. Thốn tới rốn. Quê xí hụt ba đùm. Ba đùm tính lỗi hát mình xí hụt nó cái. Tính lỗi mình biết lỗi luôn. Biết lỗi mình dùng chiêu một lỗi lên liền. Anh em cứ cố gắng ôm farm nha. Cái thằng này chơi được. Chơi được con tiền này con tiền. Tại ở thằng này nó thí mạng. Ê có nè. Triệu dân cho mình triệu dân cũng lũi sướng không nha anh em, nhiều chiêu một chơi sướng quay trưởng luôn trời. Nó vừa lũi rập lũi hắt tung hủi lũi hắt tung sướng vãi nồi. Tiếp tục em bạn đã đi ba em lên bàn thờ. Triệu dân mùa này cũng mạnh lắm, mấy trận mà gặp mấy triệu dân cũng mạnh lắm. Nó ra đam khủng khiếp, ra nó dỗ cái lên bàn thờ. Rồi cái đường top là ok ổn rồi đó, đường top vậy là ổn rồi. Rồng đầu tiên mình lượm được rồng đầu tiên. Nó bội dính hai cái ulti luôn. Em này chắc chắn lên bảng điểm số. Lượm lúa một em. Và đâm cho hên quá, ok ổn rồi sao miễn chi vậy trời. Qua để dẫn chôn luôn đi, lũi rồi lên bàn cái nữa. Lụm được mạng đầu tiên cho anh Toro. Ê, triệu dân cái bà đó mình lũi trúng một đá anh em ơi, trúng một đá. Qua cho khoa bị lỗi, lũi không tới, lũi trúng vô cục đá, dướng cục đá. Bị triệu dân dỗ luôn, lên bàn thờ. Cú ba đó lũ trúng là AD, cái thằng AD mình nó không có đi đâu. Lũ trúng cái pha đó là bị chón nó tưng lên rồi, tưng triệu dân lên rồi là pha nó không ăn được AD mình đâu. Đó mình thấy trong cỏ, mình thấy nó chạy ra mà, thấy nó chạy ra lũi ra mà. Tiếp tục Toro 99, mày đâu là đây tôi lũi vô đầu mà nè, dùng dính ulti nè, dính ulti một em lên bàn thờ nè. Lũi nè, chưa dùng chỉ một lũi AD sầm nụ luôn, AD sầm nụ luôn, chơi luôn em, chơi nè.
sụm nổ nè, lấy lúa lụm lúa liền, hồi máu liền rồi, hên quá, hồi máu được cho em đó. Chủ dân hồi về về nó quýnh ra cũng to quá về. Máu phà đó mình lên mình ăn luôn AD, chủ dân ra gõ ngộ khỉ với La Vi lên lên đồng luôn. Tiếp tục dọn lính, tiếp tục dọn lính, vẫn là đường rồng Lumia. Lumia này như là nó khiến từng xuống dùng con tay cũng ngon, chứ mà với con tay nó cũng ngon lành cảnh đạo. Cái phà đó mình không ăn là cũng phải dí theo, theo nát gần hết máu, phải dí theo lũi cái dụng chiêu hai nữa lên bàn thờ. Ê chơi nấp bụi nè, tôi cho mày nấp bụi chôn luôn, chôn về anh em ơi, về không ổn, ba bốn đứa đó không dám chơi. La Vi lên bàn thờ nữa rồi, cái phà này vô băng vô đây băng, dùng sẵn cái chiêu một vô đây băng, vô dây sẵn vô đây băng trụ, vô đây băng trụ, bà nộ nó dứt nó luôn. Nấp bụi rồi, từ nấp bụi nè chuẩn bị thế nào, nó dọn xong đường lính hay nào cũng băng vô trụ nè. Canh nó vừa băng trụ dùng con ti lên em ơi, vô lỗi một em lên bàn thờ, chơi AD luôn đúng không, chơi AD luôn em mày ơi, chạy đâu rồi ông nội ơi, dứt nghe nó thiệt, dí theo luôn là được rồi, cố thiệt nhát bà, cố rồi hình quá, có Galaxy ra nó dở hỏng lên chứ không nó bắn mình lên bàn thờ. Mấy cái pha nó thiệt tức ngũ khỉ thiệt, trời ơi là trời, mình lên mình tanh cho ngũ khỉ nó chơi mà ngũ khỉ lên chậm quá, cái pha nó đến đi về hay sao. Tiếp tục Antero 99, tiếp tục Antero nó đi nhìn tướng kênh đó anh em, thầy đứng tướng kênh không, đi kênh ghê, kênh lại ghê hồng không. Chuẩn bị dứt nơi này, chuẩn bị nha, mở đi tướng bè đó không, đi kênh Antero 99 nha nè, hết gần giả trắng ấy, đù dứt lẩm hên quá, nó cho hên quá, lẩm được á, hết bê lụi lên anh em ơi, khổ dứt lụi thấy ghê chưa anh em, phải trầu bò quay chữa rồi, triệu dân tôi cho mày, triệu dân anh em thấy mình đi SB hay anh em coi mình một like, anh em nào có tương tác thì anh em cứ tương tác cùng nhau nha anh em, cùng nhau kiếm tiền online, bật chuông, anh em nào có đăng clip lên là lên xem liền nha anh em, kiếm tiền online, anh em biết kiếm tiền online không, thời đại bây giờ là công nghệ 4.0, bây giờ chuẩn bị lên 5.0, phải biết kiếm tiền online anh em, kiếm tiền bằng YouTube. Ô ôn tay bỏ qua không có cái đây nè, ôn tay lụm lúa mà đơm mình những thiết mạng sao chứ, pha đó vậy mới đi đâu lũi đâu đó, điên đâu đó. Bây giờ tiếp tục lại cái kiếm tiền online anh em, triệu dân mới nó up sọt mẹ cái thằng ngộ khỉ rồi lụm lúa luôn. Kiếm tiền YouTube hơi khó anh em ạ, ăn bữa đỏ nè, La Vi em ơi, em ăn bữa đỏ em ơi, lụm lúa nè, như vô bán cái trụ, tôi dùng con tay là dứt nó, ăn vô dân con tay dứt nó nè, dứt lũi ra về rồi xong, chết nhỏ với ghe cũng ba đơm mà nó hất cái đít là không em nào mà sống nổi. Dí theo đây, dí dí theo anh em, dí ôi ơi, sợ quá quanh lại dứt bên luôn nè mày ơi, xì mày lão ngộ khỉ tao lên dứt đập lũi chứ một lũi, dùng chiêu hai, dùng chiêu hai chạy mẹ rồi, quanh lại dứt quất Lumia Lumia được miễn ra, cái pha đó nó không bị tưng. Về ê chơi được trâu bò mà sợ cái gì trời, sức mạnh của trâu bò mùa 18 nha nè. Xem xong clip này anh em nhớ cấm Turo nha, Turo mùa 18
xem này nhớ cắm Turo bảy tù mít xong lầm lúa triệu dân xuống lưng, triệu dân xuống lưng, triệu dân tao cho mày triệu dân, triệu triệu dân tao cho mày triệu dân, triệu dân triệu Lumia, Lumia cho mày Lumia, nghe tên Lumia anh em nghe quen quen, Lumia dòng máy điện thoại Lumia ngày xưa Nokia anh em. Về 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 đông quá ba đứa, ba đứa mà ba đứa đó không quýnh chết nổi đâu anh em ơi, mình là con trâu ba đó đâu có đam đâu quýnh mình. Từ 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 nấp đây đi, nấp bụi, nấp bụi, dọn lính dọn lính dọn lính, cái tăng là ok con dê luôn, mình lụm lúa được ba mang, chết một mang, mới chết mang anh em ơi, mới chết con mang hỗ trợ được 10 mang, lụm lúa nè, ok nè, nó dứt 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 lỗi ừ Lumia, Lumia tôi cho mày Lumia, Lumia chạy đủ, có áo tròn bằng cá, có áo tròn bằng giá quýnh chạy đâu có nổi, lên áo tròn bằng giá chạy đâu nổi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị sọt cái con blue của nó, cái thằng triệu dân, cái thằng triệu dân, triệu dân nè, chuẩn bị nó qua năng blue á, triệu dân chính năng qua blue nè anh em, không hiểu ý pha này chứ qua này ấp sọt triệu dân ulti nó luôn, không dám lại, anh không dám lại đâu, thấy mình thấy sợ thứ bà, sợ như scarf anh em, ăn luôn, nó đang núp bụi nó biết, biết đang núp bụi mà nó không ăn được, hình như nó không có đường trị, nó qua nó không có đường trị, có đường trị chẳng cướp được. Chuẩn bị lụm lúa, chuẩn bị lụm lúa đường mít anh em ơi, rồi lên được cáo gì, cáo gì đó, cáo gì quên mẹ rồi, áo đồng đam công vật lý, ăn con cách xe nè anh em ơi, cách xe vô, cách xe lụm lúa, cách xe nè, 4-5 đứa dồn vô ăn luôn cách xe này nữa, cái mình win luôn anh em ơi, triệu dân lợi nè, triệu dân đâu dám vô, cái vô dùng ulti là banh cái họng liền. Triệu dân cái mùa này cũng mạnh lắm mà tem kia không biết sao đó, nó hoa không nổi đó, triệu dân ra nó dùng ulti nó búa cái xong sụm nụ liền, sụm nụ AD liền, thiết bị này chuẩn bị này anh em, mình bình luận cho vui vui thôi chứ anh em mình không dám hướng dẫn anh em chơi Turo như thế nào. Turo một em lên bàn thờ nè, ulti nè, ulti nè, trời bà có dựa dùng ulti là cái thằng qua đâm dùng ulti mẹ rồi, lụm lúa lụm lúa phải nhất của ulti, của ulti của Turo nha, nó nhảy vô nó đập từ 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 rộng quánh banh cái trụ này rồi, cũng ban đầu này nó lên luôn anh em, nó bên tem nó còn hai người à, có ngồi đây nữa kìa, lính lên là lỗi vô chơi nha, lỗi lỗi vô là lỗi này, lỗi này, lỗi nè, chuẩn bị con ti, chuẩn bị con ti vô lồ lồ luôn, lồ 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 luôn, vô luôn anh em, vô con ti lỗi lỗi một cái này nè, trời ơi, vô mình bắt tăng đam cho anh em chơi, cho anh em bắn xong xong kết thúc của anh em, kết thúc video, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Anh em nhớ cho mình một like và subscribe kênh nha anh em. Tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em lại những cái clip sau. Có gì mình bình luận hay hay lên tí. Có gì anh em ơi góp ý giùm mình nha anh em. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye anh em nhé. Đồ Turo MVP luôn. Bye bye bye. Chưa bye bye được, chưa tạm biệt được. Turo MVP luôn. Trời quấn tượng hôm nay 400+. Tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em những cái clip sau. Bye bye, tạm biệt anh em nhé.